Để tạo nên một gia đình, người ta không xây đắp nó bằng những lời thề thốt đao to búa lớn, cũng chẳng phải vun vén bằng quá nhiều lời có cánh ngọt ngào. Người ta ở bên nhau vì cảm giác yên bình, vì cơm ngon canh ngọt, vì nhau mà cố gắng, vì làm nhiều hơn nói. Tất cả những điều ấy tạo nên một cuộc sống bình thường mà chất chứa toàn gia vị hạnh phúc được nêm nếm vừa vặn cho bữa cơm gia đình. Bình thường đấy, nhưng chẳng tầm thường. Hay như trong cuốn Cơm nhà nói chung là êm của tác giả Nhược Lạc, có hai bài thơ về gia đình rất hay thế này. Bình thường thôi. Em nghĩ gì nhiều thế, cứ bình thường thôi em. Trời sáng rồi lại đêm, gió lên mình khoác áo, cơm nhão thì thành cháo, hết chuối thì ăn cam. Em đừng nghĩ lan man, những điều chưa kịp đến. Gạo hôm nay vừa hết, sáng mai anh đặt thêm. Đừng vội vàng cuống lên, mình đâu ăn mì gói. Anh không để em đói, chúng ta chưa bị đói bao giờ. Và những cơn mưa, dẫu có lớn thì mình tát nước. Con đường ở phía trước, con đường hẳn còn dài. Nếu cứ nghĩ nay mai, làm sao ai dám sống. Ngoài kia là đám đông, đã chật đầy phiền não. Ngồi xuống đây anh bảo, đừng cau mày nữa em. Trời sáng rồi lại đêm, gió lên mình khoác áo. Ngồi xuống đây anh bảo, cứ bình thường thôi em.